Hiện tại thì cô sẽ livestream vào các ngày 2/4/6 game Liên Quân và 3/5/7 game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở LNB TV. Những anh em nào mà chưa biết cô là chị bắt đầu, anh em có thể vào cái kênh LNB TV và đăng ký nha anh em ơi. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Tiếp tục những cái chỉnh sửa. Hôm nay thì cô sẽ nói về những kỹ năng của môn phái Hải Kim, đặc biệt đó chính là môn phái Thiếu Lâm. Thiếu Lâm được chỉnh sửa những gì? Đầu tiên chúng ta hãy cùng xem. Chúng ta chơi chiêu hút. Khi mà không có đối phương thì chiêu hút nó không có tác dụng nha anh em. Nó sẽ không có chơi được. Rồi tiếp theo đó chính là chiêu búp. Chiêu búp bự của chúng ta thì nó sẽ được tăng thêm 50 tốc độ di chuyển, sẽ giúp cho môn phái Thiếu Lâm nó sẽ có thể di chuyển nhanh hơn. Chiêu chỉ thì nó không còn chỉ một mục tiêu nữa, nó sẽ chỉ theo nhiều mục tiêu. Gà chưa? Coi lại nè. Khi mà nó thấy mục tiêu nó tốc biến vô, nó hút người ta luôn. Vãi nồi thiệt anh em, đúng kinh dị luôn á. Trời ơi, cái chiêu này là nếu như mà anh em mà chơi theo cái dạng mà cao thủ á, hay là kiểu như là anh em mà nhanh tay lẹ mắt đúng không, đã búp bự lên được rồi đúng không, cả nhanh đồ kiểu ha, miễn không chế ha, vừa thấy cái đầu của đối phương nhảy vô cái nó hút liền luôn, đúng kinh dị luôn anh em. Phải nói là cực kỳ kinh dị cái chiêu hút này. Bây giờ là nó có khả năng tốc biến nhảy vô người đối phương hút một cái đung đó. Vãi nồi, ông nội nào né được cho nó trời. Vãi củ cải thiệt, cực kỳ kinh dị. Ở Việt Nam thì cái chiêu hút nó, cho dù có người hay không có người, nó vẫn chơi chiêu hút được. Nhưng mà chúng ta muốn hút người ta, chúng ta phải áp sát người ta, chúng ta mới hút được đúng không. Trời ơi, mất thời gian vãi nồi luôn. Đó, vì vậy là bây giờ ở bên Trung Quốc nó sửa lại liền. Nó tốc biến vô cái đùng một cái, trời ơi, hút vô một nùi ngư. Trời ơi, hoa sướng luôn mà nè. Phải nói là cực kỳ sướng. Bây giờ là ở Việt Nam, đây là cái phiên bản hiện tại ở Việt Nam nha anh em. Cái chiêu hút của chúng ta bây giờ nó thấy người hay nó không thấy người hay là sao gì hết á, không quan tâm, chơi vẫn bình thường ở Việt Nam nha. Còn ở bên Trung Quốc thì nó lại khác. Đây ở Việt Nam đây đó, thấy không, đâu dính ai đâu. Lâu lâu hên được cái chúng ta nhảy vô hút tầm bậy bạ, không dính ông nào cũng ngáo luôn anh em. Rồi ở Việt Nam của mình thì cái chiêu hút là chúng ta hút khiêu khích đối phương đúng không. Cái chiêu chỉ thì nó sẽ chỉ vào một đối phương thôi, thấy không, chỉ một đối phương thôi, đơn phương thôi, chỉ vào đối phương thôi. Chúng ta chuyển sang dạng chuẩn nè, là dạng cao thủ á. Đó, cái chiêu chỉ của chúng ta nó chỉ có vào một đối phương thôi. Hàng lông côn thì có thể định hướng, nhưng mà chiêu chỉ là chắc chắn sẽ vô một đối phương. Cái này ở bên Việt Nam nha, chỉ ở bên Việt Nam thôi anh em. Hiện tại ở bên Việt Nam mình là vậy á. Đó, chỉ có hàng lông côn nó mới có thể là chơi theo định hướng của chúng ta. Anh em thấy không? Những đối phương nào mà ngay cái tầm hút nó mới hút vô, còn không không dính. Rồi bây giờ ở bên Trung Quốc mình tháo hết bí kíp ra nha. Mình sẽ tháo hết tất cả bí kíp ra luôn. Lý do tại sao? Mình sẽ test cho anh em cái chiêu chỉ. Đầu tiên là chiêu chỉ trước. Chiêu chỉ bây giờ nó đã được làm lại. Nó không còn chỉ một mục tiêu nữa. Nó sẽ chỉ theo đường thẳng nha anh em. Đó, nhưng mà dính đàm con người nha ba. Vãi nồi em nói, tao cũng nói. Trời ơi, vãi nồi, từ từ. Chỉ lại nè, đó, đã dính thêm người đó. Gì vậy ba? Thằng thẳng gì kỳ ông nội. Làm lại nha. Giao chỉ nè. Đó, chỉ theo đường thẳng nha anh em. Nó chỉ theo đường thẳng đấy. Thì bình thường anh em sẽ lên biết kiếp đúng không? Theo mình nhớ là vậy. Thì anh em sẽ có khả năng thêm người các kiểu đồ đúng không anh em? Chỉ thêm người, nhưng mà bây giờ chỉ theo đường thẳng luôn nha anh em. Nó chỉ theo đường thẳng luôn. Mình sẽ chuyển về cái chế độ cao thủ. Đấy, do chỉ theo đường thẳng thì cái chiêu chỉ của chúng ta sẽ là một chiêu định hướng. Chỉ lan đồ cái kiểu ha. Rồi, cái chiêu số 2 đó chính là cái chiêu hàng lông côn, là chắc chắn rồi, nó cũng sẽ là một chiêu định hướng thôi. Rồi, chiêu cuối định hướng được luôn nè.
ghê chưa. Bây giờ là kiểu giống như là ông nào mà chơi theo dạng cầu thủ á, chuyển qua cái môn phái thiếu lâm cực kỳ kinh dị. Khi mà chúng ta búp bự lên, chúng ta chạy nhanh đúng không, chúng ta mà chạy nhanh thấy đối phương mà trời ơi nó chậm chậm lại một cái đi nha, quất anh tiêu vô hút vô một cái là anh tóc biến vô, nó nhảy vô nó hút vô, thì ông nội nào mà chạy được, cực kỳ kinh dị luôn anh em. Bây giờ mình chơi lại nè, môn phái thiếu lâm trong phiên bản Trung Quốc này nên chơi ở cái chế độ cao thủ nha anh em. Nãy giờ đâu không phải nào trẻ. Quá kinh dị, phải nói là cực kỳ kinh khủng luôn anh em ơi, cực kỳ kinh khủng khiếp. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua những cái phần mà chỉnh sửa chi tiết vào bí kíp luôn. Lập địa thành Phật ở bên Việt Nam của mình, mỗi lần mà chúng ta bị đánh trúng thì sẽ được cộng dồn kháng tất cả cơ bản 50% kháng tất cả cơ bản, tối đa 8 tầng, duy trì 5 giây. Ở bên Trung Quốc thì mỗi lần tăng thì nó sẽ tăng 100% kháng tất cả cơ bản, tối đa cộng dồn chỉ có 4 tầng thôi nhưng mà duy trì trong 6 giây luôn. Kim Cang Phục Ma chiêu búp bự, miễn dịch thuộc tính hiệu quả bất lại các kiểu, tăng sát thương bảo kích và miễn sát thương bảo kích 45% trong 15 giây. Ở bên Trung Quốc thì bây giờ là nó miễn dịch đồ tài lê học me, nó được một cái đó chính là tăng 50 tốc độ di chuyển, giúp cho chúng ta di chuyển lẹ hơn khi mà chúng ta búp cái chiêu Kim Cang Phục Ma này. Rồi qua bí kíp cao ở Kim Cang Phục Ma thì dám chờ rồi cái kiểu cái con đà điểu đúng không đó. Ở bên Trung Quốc thì nó bỏ luôn cái hiệu quả đây là Kim Cang chỉ tấn công nhiều cái địch, tại vì nó đã vô cái chiêu của chúng ta luôn, không cần búp cái bí kíp gì hết trơn. Thì bây giờ nó bỏ luôn cái đó, nó điều chỉnh lại thành trạng thái mà bị Kim Cang Phục Ma, kỹ năng mà đánh trúng đối phương. Khi mà chúng ta búp bự á, chúng ta đánh trúng đối phương thì sẽ tăng cho chúng ta những cái này. Rồi bí kíp của thập nhị cầm lâm thủ là cái chiêu khiêu khích, chiêu hút vô đó anh em. Ở bên Trung Quốc thì nó sẽ y chang như vậy luôn, nhưng có một cái khác, đó chính là đại lực Kim Cang chỉ mà chỉ trúng đối phương, là chiêu chỉ của chúng ta chỉ trúng đối phương thì nó sẽ giảm chờ của cái chiêu hút của chúng ta xuống 3 giây. Bình thường ở bên Việt Nam là 1.46 giây, nhưng mà ở bên Trung Quốc là nó giảm 3 giây luôn mỗi lần chỉ trúng nha. Ghê không, ghê không. Rồi đó, đó là tin vui dành cho những anh em thiếu lâm. Thiếu lâm sẽ được lựa chọn rất nhiều, fan thiếu lâm thì nhớ comment phía bên dưới nha anh em, quá dữ dội. Rồi tiếp theo đó chính là môn phái thiên vương. Thiên vương nó được chỉnh sửa như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha. Đây là một môn phái mà anh em sử dụng ở trong quần chiến khá là tốt, tâm ma cũng rất là ổn, nhưng mà nó khó chơi anh em, nó khá là đù đúng không anh em, thấy chạy rất là chậm, khá là đù. Rồi dí người cũng quải chạy đậu luôn, chơi nhất kích sát thần ba hồi trúng ba hồi không trúng, cái kiểu bực bội như cái gì luôn á, thiệt luôn á anh em. Đó nên là bên Trung Quốc thì được chỉnh sửa lại nhẹ. Mình đã tháo hết tất cả những bí kíp ra để mình giới thiệu kỹ năng trước. Đây tháo hết bí kíp ra này. Rồi ok, thì đầu tiên thì môn phái thiên vương nó được chỉnh sửa, đó chính là cái chiêu suy trì. Khi mà chúng ta ở trạng thái suy trì thì anh em có thể nhìn thấy tốc độ nó cực kỳ nhanh. Giống như búp speed nha anh em, tốc độ cực kỳ nhanh, nó rất là khác thường khi mà chúng ta đi bình thường đúng không. Nó bây giờ nó đã được chỉnh sửa lại, đó chính là chúng ta suy trì khi mà chúng ta mà gặp đối phương đúng không, chúng ta bữa vô đầu đối phương cái nhất kích sắc hơn ấy lộn, bữa vô đầu là bức nhất kích sắc hơn rồi, bá dương nào không cái kiểu. Rồi bây giờ là nếu mà hụt đi rồi ok, trời quân chi, trời ơi nó chạy như một cái máy điện luôn. Rồi ông nội nào mà dám nhảy, mấy ông tiêu dao nè, kiểu này là mấy ông tiêu dao, mấy ông mà kiểu hệ mọc đi nha, bị ông bữa một cái một đi mấy ông chạy được tới cùi, nó dí đúng ghê luôn anh em. Phải nói cực kỳ ghê, cái chiêu này bây giờ nó tăng lên được nè, tăng tốc độ di chuyển anh em. Quá ghê. Cụ thể là như thế nào, cụ thể là cái chiêu xoay trì của chúng ta hiện tại mình đang tăng là 17/17 đúng không, nó sẽ tăng cho chúng ta 300% tấn công cơ bản, này bỏ qua không tính đi ha. Rồi bây giờ là nó sẽ tăng cho chúng ta 170 tốc độ di chuyển. Không phải là trạng thái của cái xoay trì này không đâu, cái trạng thái xoay trì này khi mà chúng ta chơi xoay trì là nó đã chạy nhanh rồi đúng không, hết xoay trì nó vẫn chạy nhanh nha bà con, đó hết xoay trì vẫn chạy nhanh, hết hiệu lực một chút xíu thì nó mới hết chạy nhanh thôi.
Đó, bởi vậy là đây là một cái chiêu mà cảm thấy khá là ok, giúp cho Thiên Dương nó bớt đù đi. Chứ không thôi là Sai Chì mà Sai không dính ai hết trơn, Sai Chì mấy ông kia nhảy khinh công hút đáo rồi. Vậy Sai Chì làm cái gì đúng không? Đó, bởi vậy là bây giờ phải chỉnh sửa nhẹ. Sai Chì đó, chạy như một cái máy điện là đố ông nội nào chạy ngay được luôn. Kiểu này là chết mấy ông kia rồi, mấy ông hay mập là coi chừng đấy, nhớ nha. Rồi, trước mắt là chỉ có chỉnh sửa như đó anh em. Còn những cái còn lại là chúng ta sẽ được chỉnh sửa trong bí kíp. Bí kíp ở Việt Nam là tăng 4% kháng sát thương tầm xa, cận chiến, duy trì 10 giây ở bá dương nội hống đồ cái kiểu. Ở bên Trung Quốc thì nó sẽ tăng, thay vì 4% nó sẽ lên là 6% nha anh em, 6%. Nhưng mà cộng dồn tối đa chỉ còn có 4 tầng thôi, nó sẽ giảm chút tí. Rồi, còn thêm một cái nữa, mỗi khi mà nhất kích sát thần mà chúng mục tiêu ở bên Việt Nam thì nó sẽ giảm chờ của bá dương nổ hỏng 2 giây, nhưng mà ở bên Trung Quốc nó sẽ giảm chờ 3 giây nha. Huyết chiến bát phương ở bên Việt Nam thì nó sẽ tăng cho chúng ta 48% tấn công cơ bản, 40% gây ra 0.33 giây bị thương. Khi chuyển kỹ năng thì sẽ được kháng sát thương tầm xa 50%. Ở bên Trung Quốc thì nó thêm cái nữa, đó chính là 48% tấn công cơ bản, đồ 0.33 cái đó y chang nhau luôn. Rồi 50% kháng sát thương tầm xa của Bi Trang luôn. Và nó thêm cái đó chính là sẽ thêm 30 tốc độ di chuyển trong vòng 8 giây. Nhất kích sát thần bí kíp cao, khi mà chúng ta bữa vô đối phương chúng ta sẽ ông nói chung là cái bí kíp này bí kíp sơ đó anh em. Tại chúng ta là bí kíp cao thì nó như vậy luôn. 90% tỷ lệ bộ kích cơ bản khi mà bữa nhất kích sát thần chúng đối phương duy trì trong 10 giây. Bên Trung Quốc thì nó tăng lên là 112% tỷ lệ bộ kích cơ bản, nhưng mà chỉ có 8 giây thôi. Rồi 55% tấn công cơ bản và chuyển hóa sát thương thành hồi sinh lực 50%. Cái chuyển hóa sát thương là lên bí kíp cao mới có nha anh em. Rồi đó, đó là những gì mà cô muốn đưa tới anh em về cái môn phái Thiên Dương. Thì hy vọng đây là một tin vui nhẹ nhẹ, nhỏ nhỏ dành cho anh em Thiên Dương cũng như anh em Thiếu Lâm. Hải Kim thì mình chỉ thấy là chỉ có hai môn phái này thôi, nhưng mà hai môn phái này cũng khá là ổn, cũng khá là cần thiết trong tâm ma cái kiểu. Mình quan tâm tâm ma thôi anh em. Trời ơi, tôi là tôi quan tâm tâm ma thôi, ngoài thiệt là như thế nào tôi cũng không quan tâm nha. Ok, nói chung là video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh MB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái đầu cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới của mình và up video mới lên nha năm ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.